quay đâu. Bái gọi đại ngài. Có đuôi đâu ấy, làm gì có lỗ phải dài dài ấy. Bùn nước giá bùn nước người mày ngáo à, đứng mà tắc đường, tắc hết đường thì còn tiếp. Xanh nghe nhìn kìa. Đấy. Nó bơm ga vào. Đây nó phun mấy lần thôi, phun nước cuối cùng. Này nó bơm ga mà. Nó châm lửa ngay đầu ấy. Vẫn còn nè. Còn một lần lửa nữa sao ấy? Chắc là lại bơm ga, đây nó bơm ga. Đấy, bụi tiếp này. Đấy. Chẳng hát trực tiếp rồi.
khói kinh chỉ đèn xì. Cái này phun bằng dầu hay sao nó mới đen này. Thôi bây giờ còn phun lửa đâu là chim thôi. Thôi thôi gọi đấy, nước hết lên lửa rồi ấy chưa, ướt hết, phun nước á, một thầu ướt hết. Ui xa đấy, phun nước kinh vậy, để theo bơm có áp ấy. Hai người đứng bên dưới, đấy mẹ cứ thích đứng bên đấy, đấy, đấy xuống đây mà đứng. Rồi. Nước cũng thế, cũng phun ba lần một lúc nào. Nó dùng kiểu vô bơm của bọn cứu hỏa. Chẳng ai chạy à? Chả chứ. Chờ như bơm có áp cũng cứu hỏa. Đúng hướng gió nhỉ. Ừ, bên dưới à? Ơi bên áo áo mưa ấy, ô ấy. Ừ. Được chục phút đấy. Tàu đi rồi. Hết rồi, chắc chỉ có 3 lần nước thôi. 3 lần nước, 3 lần nước. Tàu nó quay đầu hết này là biết. Tàu này nó có lịch hết. Hết rồi. Hết rồi, người ta về rồi kìa. Người ta về rồi. Người ta xuống hết thì mày xuống quan trọng gì. Dài đấy, lần này phun lâu ấy. Gọi điện thoại chồng à?